Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang. Sau đây là những nội dung chính có trong chương trình trực tiếp tối nay, thứ hai ngày 16 tháng 8. Cách đây 76 năm, tại đình Tân Trào, quân dân đại hội đã họp trong hai ngày 16 và 17 tháng 8 năm 1945, thông qua chủ trương tổng khởi nghĩa giành chính quyền của Đảng và 10 chính sách lớn của Việt Minh, bầu ra Ủy ban dân tộc giải phóng Việt Nam, tức chính phủ lâm thời, do lãnh tụ Hồ Chí Minh làm chủ tịch. 76 năm đã trôi qua, nhưng ký ức lịch sử vẫn luôn được người dân Tuyên Quang khắc ghi, đoàn kết xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Tuyên Quang có trên 58.000 lượt người đã được tiêm vaccine phòng COVID-19. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện nghị quyết số 68 của Chính phủ. Chính phủ Afghanistan sụp đổ, các nước sơ tán công dân ra khỏi Afghanistan. Hôm nay tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự và chỉ đạo hội nghị. Tham dự hội nghị có Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Tại điểm cầu tỉnh Tuyên Quang có các đồng chí Hà Thị Khiết, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng ban Dân vận Trung ương, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Chẩu Văn Lâm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang. Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh. Hà Phúc Mịch, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Chủ tịch Hiệp hội Nông nghiệp hữu cơ Việt Nam. Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo các ban đảng tỉnh ủy và các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Phát biểu khai mạc, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khẳng định: với quy mô toàn quốc, hội nghị là hoạt động thiết thực nhằm tập hợp và phát huy sức mạnh tổng hợp của các thành viên, hội viên, đoàn viên và nhân dân. Phát huy vai trò của mỗi tổ chức để phối hợp thống nhất hành động trong khối đại đoàn kết của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhằm nhanh chóng đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống một cách thực chất, hiệu quả. Trong bối cảnh cả nước đang dồn sức thực hiện nhiệm vụ phòng chống đại dịch COVID-19, quán triệt triển khai thực hiện đưa nghị quyết Đại hội 13 của Đảng vào cuộc sống và nỗ lực cao nhất để thực hiện các nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 2021 và giai đoạn 5 năm 2021-2025. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên sẽ triển khai thực hiện theo 6 nhiệm vụ trọng tâm. Tham luận tại hội nghị, nhiều ý kiến của các tổ chức thành viên thể hiện quyết tâm chính trị, đồng thuận cao để thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ đề ra và tập trung vào các nội dung: tiếp tục xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội, tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện quyền làm chủ, thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, thực hiện giám sát và phản biện xã hội, phát động phong trào thi đua sâu rộng, động viên các tầng lớp nhân dân, hội viên, đoàn viên đồng lòng chung sức vượt qua mọi khó khăn thách thức, nỗ lực cao nhất cùng với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phấn đấu đạt và vượt các mục tiêu Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 đã đề ra. Phát biểu tại hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu: với vai trò là tổ chức đại diện của nhân dân, là một bộ phận cấu thành quan trọng trong hệ thống chính trị nước ta, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên cần làm tốt hơn nữa vai trò là nòng cốt chính trị, có trách nhiệm trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tập hợp vận động nhân dân đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thực hành dân chủ, xây dựng đồng thuận xã hội để góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu chính trị của đất nước trong giai đoạn mới. Đề cập một trong những nhiệm vụ cơ bản trong thời gian tới, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu cần tiếp tục nhận thức và quán triệt sâu sắc quan điểm chỉ đạo: cách mạng là sự nghiệp của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, và chính nhân dân là người làm nên những thắng lợi to lớn có ý nghĩa lịch sử. Cán bộ, công chức, viên chức nhà nước cần thực sự gương mẫu thông qua hoạt động của mặt trận và đoàn thể để lắng nghe ý kiến của nhân dân, để tìm hiểu chủ trương của Đảng, chính sách của nhà nước có đến được với nhân dân hay không, có thuận lòng dân hay không. Thực hành phong cách dân vận theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh: trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân. Thực sự vì nhân dân, phục vụ lợi ích của nhân dân.
Sáng nay 16 tháng 8, đồng chí Vân Đình Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư cùng các đồng chí lãnh đạo huyện Sơn Dương đã dâng hương tại đình Tân Trào, lán Nà Nưa, khu tưởng niệm các vị tiền bối cách mạng thuộc khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào nhân kỷ niệm 76 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh và các vị tiền bối cách mạng, các đại biểu hứa sẽ không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao năng lực lãnh đạo, bản lĩnh chính trị, ra sức học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, cống hiến hết mình cho sự nghiệp đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng, xây dựng quê hương đất nước ngày càng phát triển. Thưa quý vị và các bạn, đình Tân Trào, nơi ghi dấu sự kiện lịch sử trọng đại của dân tộc. Tại đây, Quốc dân Đại hội đã họp trong 2 ngày 16 và 17 tháng 8 năm 1945. Thông qua chủ trương tổng khởi nghĩa giành chính quyền của Đảng và 10 chính sách lớn của Việt Minh, bầu ra Ủy ban Dân tộc Giải phóng Việt Nam, tức Chính phủ Lâm thời, do lãnh tụ Hồ Chí Minh làm chủ tịch. 76 năm đã trôi qua, nhưng những ký ức lịch sử vẫn luôn được người dân Tân Trào khắc ghi, đoàn kết, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Trở lại khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào trong những ngày thu tháng 8, đình Tân Trào, nơi Bác Hồ và Trung ương Đảng đã quyết định chọn làm địa điểm họp Quốc dân Đại hội ngày 16 và 17 tháng 8 năm 1945. Dự đại hội có gần 60 đại biểu đại diện cho ba miền Bắc, Trung, Nam, các ngành, các giới, các đảng phái chính trị, một số kiều bào về dự và nhận lệnh tổng khởi nghĩa. Đại hội đã thông qua chủ trương tổng khởi nghĩa giành chính quyền của Đảng và 10 chính sách lớn của Việt Minh, bầu ra Ủy ban Dân tộc Giải phóng Việt Nam, tức Chính phủ Lâm thời, do lãnh tụ Hồ Chí Minh làm chủ tịch. Quốc dân đại hội tại mái đình Tân Trào vào 2 ngày, đó là ngày 16 và 17 tháng 8 năm 45 thì cũng được ví như là hội nghị Diên Hồng lần thứ 2 trong lịch sử nước ta. Còn 10 chính sách lớn của mặt trận Việt Minh được thông qua tại Quốc dân đại hội Tân Trào là cơ sở pháp lý để hình thành nên bản hiến pháp năm 1946, hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Ông Hoàng Ngọc năm nay đã trên 80 tuổi, ở thôn Tân Lập, xã Tân Trào, là con trai của cụ Hoàng Trung Nguyên, chiến sĩ giao liên đặc biệt cho Bác Hồ ngày ấy. Những ký ức về Quốc dân Đại hội, Cách mạng tháng 8 năm 1945, đặc biệt những hình ảnh về Chủ tịch Hồ Chí Minh gần gũi, thân thiện, luôn in đậm trong tâm trí. Thế lần đầu tiên gặp Bác Hồ mà tôi thấy một cụ già mà lại gần gũi mọi người, gần gũi ngay với trẻ con bọn tôi. Đầu tiên bác dặn là phải học cho giỏi. Phát huy truyền thống quê hương cách mạng, những năm qua người dân Tân Trào luôn đoàn kết, nỗ lực phát triển kinh tế, xây dựng quê hương, đưa Tân Trào trở thành xã đầu tiên của tỉnh Tuyên Quang về đích xây dựng nông thôn mới năm 2014. Tân Trào đang đổi thay từng ngày, diện mạo nông thôn mới khang trang hơn, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn hơn 2%, thu nhập bình quân đầu người đạt 38 triệu đồng một người một năm. 100% số thôn đạt làng văn hóa, trên 90% hộ dân đạt gia đình văn hóa. Định hướng là nhiệm kỳ 2021-2025 thì là xã cũng sẽ cơ bản là xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Đấy thì cũng để thực hiện được cái mục tiêu và cái nghị quyết mà Đại hội Đảng bộ xã đã đề ra thì tập trung mạnh vào cái lĩnh vực kinh tế, thì là cấp ủy chính quyền cũng phối hợp với lại các cơ quan, các ngành đấy trong việc mà chuyển giao khoa học kỹ thuật để áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất. Đấy thì là cũng liên kết với lại các doanh nghiệp đấy trong cái việc mà thực hiện cái chuỗi liên kết trong cái việc quá trình sản xuất và bao tiêu sản phẩm ở trên địa bàn. Tiếp tục huy động nguồn lực, vận động nhân dân duy trì và nâng cao các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới. Xã Tân Trào phấn đấu đến năm 2025, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 50 triệu đồng một người một năm, góp phần xây dựng vùng chiến khu cách mạng Tân Trào lịch sử ngày càng phát triển. Những nội dung đáng chú ý sẽ có trong phần tiếp theo của chương trình. Tích cực triển khai hỗ trợ đầu tư truyền hình số cho hộ nghèo, cận nghèo. Các trường học trên địa bàn chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới 2021-2022.
Chiều nay 16 tháng 8, đồng chí Nông Thị Bích Huệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng ban Văn hóa Xã hội, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã đến thăm, động viên và tặng quà các chốt kiểm soát dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Na Hàng. Cùng đi có lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, lãnh đạo huyện Na Hàng. Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chia sẻ những khó khăn, vất vả, thiếu thốn về điều kiện cơ sở vật chất, động viên khích lệ và trao quà cho các lực lượng thực hiện nhiệm vụ tại các chốt phòng chống dịch COVID-19, mong muốn đội ngũ cán bộ đang làm nhiệm vụ tại các chốt tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, kịp thời ngăn chặn nguy cơ dịch bệnh xâm nhập vào địa bàn. Thưa quý vị, ngày 15 tháng 8, Tuyên Quang đã kết thúc đợt 4 tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 1 cho trên 14.600 người. Cũng trong đợt này, có gần 7.000 người được tiêm vaccine COVID-19 mũi 2. Tính đến hết ngày 15 tháng 8 năm 2021, toàn tỉnh có trên 58.000 lượt người đã được tiêm vaccine phòng COVID-19. Trong đó, số tiêm đủ 2 mũi là trên 13.600 người, tiêm mũi 1 trên 44.700 người. Để tiếp tục triển khai các hoạt động tiêm vaccine phòng COVID-19 đảm bảo an toàn, hiệu quả, Sở Y tế yêu cầu các cơ sở tiêm chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực, tổ chức tiêm theo hướng dẫn của Bộ Y tế, thực hiện nghiêm các biện pháp vệ sinh phòng chống dịch tại điểm tiêm. Với phương châm kịp thời, minh bạch, không để sót đối tượng, huyện Yên Sơn đang tập trung rà soát, đẩy nhanh tiến độ thực hiện nghị quyết 68 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Là trường hợp phải cách ly do liên quan đến ổ dịch tại bệnh viện ca. Đợt này, chị Ánh là một trong 10 trường hợp được hưởng hỗ trợ theo nghị quyết số 68 của Thủ tướng Chính phủ về số tiền hơn 1,6 triệu đồng. Được nhận tiền hỗ trợ trong lúc dịch bệnh vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp đã giúp gia đình chị có thêm điều kiện ổn định cuộc sống. Trong đợt 1, xã Mỹ Bằng có 10 trường hợp từng là F1 được nhận hỗ trợ về số tiền gần 20 triệu đồng. Xã đang tiếp tục rà soát, lập hồ sơ các nhóm đối tượng còn lại theo nghị quyết số 68 đề nghị hỗ trợ trong thời gian tới. Tôi nhận được số tiền này thì cũng góp vào để trong thời gian Covid này thì cũng được thêm thắt để vào trang trải cuộc sống. Đối với xã thì triển khai đến đúng đối tượng được hưởng, quán triệt, thực hiện đúng cái việc là chi trả đúng chế độ theo cái nghị quyết 68. Thế để thời gian thực hiện tiếp theo nữa thì đối với xã Mỹ Bằng sẽ tiếp tục rà soát, lập những đối tượng của nghị quyết 68 để tiếp tục được hưởng các cái chế độ. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện nghị quyết số 68, huyện Yên Sơn đã thành lập ban chỉ đạo, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị thành viên. Các xã thị trấn tiến hành rà soát đối tượng, hướng dẫn cách thức làm hồ sơ. Những trường hợp còn vướng mắc đều được giải đáp và hỗ trợ kịp thời. Hiện toàn huyện có 71 trường hợp là đối tượng cách ly được hỗ trợ với số tiền trên 110 triệu đồng. Trên 30 hộ kinh doanh tạm dừng hoạt động đủ điều kiện được hỗ trợ theo quy định. Các chính sách hỗ trợ khác của nghị quyết số 68 như giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hỗ trợ người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương, hỗ trợ người lao động ngừng việc cũng đang được huyện tiếp tục rà soát, tổng hợp trình Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt. Trên địa bàn huyện Yên Sơn đến thời điểm hiện nay có 2 nhóm đối tượng đã thống kê và bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Thứ nhất đó là những cái trường hợp mà đi về từ vùng dịch được xác định là F1 hoặc F0. Đã và đang chi trả đối với 18 xã thị trấn. Còn đối tượng thứ hai đó là các cái đối tượng hộ kinh doanh mà bị dừng hoạt động do ảnh hưởng của dịch COVID-19 thì khi mà có quyết định của Ủy ban tỉnh thì chúng tôi sẽ chi trả kịp thời đối với tất cả các đối tượng mà được phê duyệt. Huyện đang tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về chính sách hỗ trợ của nhà nước đến người dân, đôn đốc các xã, phường, thị trấn rà soát đúng đối tượng, tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng được nhận tiền hỗ trợ trong thời gian sớm nhất. Bộ Tài chính đã xây dựng xong dự thảo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành một số giải pháp thu ngân sách nhà nước nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân kinh doanh chịu tác động của dịch COVID-19. Các chuyên gia đánh giá cao giải pháp miễn giảm thuế đưa ra trong bối cảnh hiện nay. Tuy nhiên, cần phải tạo thuận lợi để các chính sách sớm đi vào cuộc sống và phát huy được hiệu quả. Theo dự thảo nghị quyết quy định giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp cho doanh nghiệp có doanh thu dưới 200 tỷ, giảm 50% các loại thuế phải nộp cho hộ kinh doanh, giảm thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch, miễn tiền chậm nộp thuế cho người nộp thuế gặp khó khăn, giảm tiền thuê đất, trong đó thiết thực nhất chính là giảm thuế giá trị gia tăng.
cái thuế giảm đó thì họ không phải nộp nữa. Và rõ ràng là như vậy tạo điều kiện cho doanh nghiệp vượt qua khó khăn để tiếp tục ổn định sức kinh doanh. Và nếu như bây giờ giảm được cái thuế giá trị tăng đi, có nghĩa rằng là họ sẽ không nộp thuế nữa. Và tôi tin chắc rằng là doanh nghiệp sẽ rất là phấn khởi và tạo điều kiện để doanh nghiệp có thể khắc phục khó khăn qua cái dịch bệnh COVID này. Phấn khởi vì được miễn giảm thuế, tuy nhiên nhiều doanh nghiệp vẫn mong muốn gói chính sách này được thiết kế đơn giản và làm sao để các đối tượng thụ hưởng được tiếp cận nhanh chóng, thuận lợi, nắm bắt cơ hội. Mặc dù là trong bối cảnh ngân sách nhà nước đang rất khó khăn, dư địa của chính sách tài chính không có nhiều, nhưng mà chính phủ vẫn tiếp tục chủ trương đưa ra một cái gói giải pháp mới, mở rộng phạm vi nhiều hơn, kết hợp với các cái chính sách khác giúp cho các cái doanh nghiệp có thể giảm được cái chi phí cũng như là tăng cường cái khả năng thanh khoản để có thể cố gắng trụ vững và vượt qua được khó khăn. Gói miễn giảm thuế tại thời điểm này được ví như cơn mưa trong ngày nắng hạn, bởi trải qua 3 đợt dịch bệnh, đến lần thứ 4, sức đề kháng của doanh nghiệp và người lao động hầu như đã cạn kiệt. Đây sẽ là nguồn tài chính quan trọng hỗ trợ tính thanh khoản cho các khoản chi phục hồi, duy trì và phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Chúng tôi tính toán là tổng số giảm thu ngân sách để hỗ trợ cho doanh nghiệp khoảng trên 20.000 tỷ trong từ nay cho đến cuối năm. Và đây cũng là một cái giải pháp để chia sẻ và giúp đỡ các cái doanh nghiệp vượt qua cái khó khăn trước mắt để phục hồi sản xuất kinh doanh một cách có hiệu quả trong tương lai. Trong bối cảnh áp lực cân đối thu chi rất lớn như hiện nay, thì gói hỗ trợ đã thể hiện sự đồng hành của chính phủ đối với doanh nghiệp. Do vậy, doanh nghiệp cần tận dụng cơ hội để vượt khó, trụ vững trong bối cảnh đại dịch COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp. Thưa quý vị và các bạn, trong 5 đề cử chương trình văn hóa thể thao ấn tượng của VTV Award 2021 có chương trình Tổ quốc trong tim được ekip của VTV6 phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang, UBND huyện Lâm Bình thực hiện. Chương trình là câu chuyện về tình yêu quê hương đất nước được bắt đầu từ những điều giản dị. Đó là yêu và tự hào về truyền thống văn hóa của dân tộc mình. Sặc sỡ của dân tộc mình thì khi mà đứng chào cờ thì em cảm thấy đó là một cái nét đẹp riêng rất là đặc biệt. Khi mà nhìn thấy cờ dần dần được kéo lên thì em cảm giác rất là tự hào. Tiếng đàn, tiếng chuông của dân tộc Tày ạ. Đoàn quân Việt Nam đi, chung lòng cứu quốc, bước chân dồn vang trên đường được người già. Cởi câu chiến thắng lòng một nước, sung mãi xa trên khúc quân hành ngang. Tất cả mọi người đều có chung một cái niềm tự hào, tình yêu đất nước. Mình cầm cái đàn lên và cái cảm xúc của mình lúc đó là làm một bản quốc ca, phiên bản rất là đặc biệt với trường dân tộc nội trú. Tham gia cùng ekip của VTV6 thực hiện chương trình trong gần 7 ngày. Phóng viên Thế Cường, Phòng Văn nghệ và Giải trí, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang đảm nhiệm toàn bộ các cảnh quay flycam. Khi đón nhận thông tin, Tổ quốc trong tim được đề cử chương trình văn hóa thể thao ấn tượng tại giải VTV Award 2021, anh rất tự hào. Tự hào vì đã góp sức mình trong một tác phẩm ấn tượng, quảng bá về văn hóa, cảnh đẹp của quê hương Lâm Bình với bạn bè trong nước và thế giới. Tôi rất là xúc động và tự hào khi chương trình mà mình tham gia sản xuất cùng với ekip của Đài Truyền hình Việt Nam đã vượt qua hàng trăm các tác phẩm khác để lọt vào top 5 chương trình được đề cử tại giải ấn tượng VTV, một giải thưởng uy tín của Đài Truyền hình Việt Nam. Tổ quốc trong tim được ghi hình theo định dạng truyền hình thực tế. Chương trình ghi lại các buổi chào cờ ở những nơi địa đầu Tổ quốc, biên giới, vùng cao. Tại Lâm Bình, chương trình là câu chuyện về vấn đề giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc,
như một cách làm giúp các em học sinh nơi đây thêm yêu quê hương đất nước. Nếu mà mất văn hóa truyền thống là coi như là mất tất cả. Chính vậy nên là cái công tác bảo tồn cái văn hóa truyền thống của từng dân tộc được đặc biệt quan tâm, thì chúng tôi cũng tập trung vào thế hệ trẻ, đặc biệt đó là các em học sinh, đưa các cái hoạt động bảo tồn văn hóa truyền thống vào trong trường học. Thì đây là cái cách thức bảo tồn mà nó hiệu quả nhất, nhanh nhất và nó bền vững nhất. Khi các em tự hào rồi thì các em sẽ yêu quý văn hóa của dân tộc mình, và từ yêu quý thì nó sẽ có cái hành động cụ thể để bảo tồn một cách bền vững nhất. Yêu và tự hào về truyền thống văn hóa của dân tộc mình, đó là điều đầu tiên để yêu quê hương, yêu đất nước. Tình yêu Tổ quốc bắt đầu từ những điều giản dị nhất. Đó là thông điệp chủ đạo của chương trình Tổ quốc trong tim. Quý vị và các bạn có thể bình chọn cho chương trình Tổ quốc trong tim bằng cách truy cập vào app VTV Go, đăng nhập và vào mục bình chọn VTV Award, vào hạng mục bình chọn và thả tim. Chương trình Tổ quốc trong tim sẽ được Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang phát sóng ngay sau chương trình thời sự này. Mời quý vị và các bạn đón xem. Tiếp tục thực hiện chương trình viễn thông công ích của Chính phủ, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang đang tích cực triển khai hỗ trợ đầu thu truyền hình số cho các hộ nghèo, cận nghèo, hướng tới mục tiêu không để người dân nào gặp khó khăn trong tiếp cận thông tin truyền hình. Nhiều người dân ở thôn 1 Thuốc Hạ, xã Tân Thành, huyện Hàm Yên vẫn thường nói vui với nhau rằng thấy bà Hải, trưởng thôn tới nhà ai, tức là nhà đó được đón một niềm vui mới. Bởi lẽ thời gian này, bà đang cùng với các cán bộ kỹ thuật đi lắp đặt đầu thu truyền hình số miễn phí cho các hộ nghèo, cận nghèo theo chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích của Chính phủ. Với những hộ dân này, được xem truyền hình với độ nét cao, nhiều kênh chương trình đa dạng, phong phú, hoàn toàn miễn phí là điều vô cùng phấn khởi. Có cái đầu thu này thì nói chung là xem được nhiều các thông tin vừa quốc tế vừa trong nước, trong tỉnh. Gia đình cũng thấy rất là vui và phấn khởi, con cái thì nó thích lắm. Công tác triển khai lắp đặt đầu thu cũng gặp không ít khó khăn do địa hình và tập quán sinh hoạt của bà con. Để đẩy nhanh tiến độ, đội ngũ kỹ thuật phải chia nhóm, phối hợp với cán bộ thôn bản làm việc theo địa bàn. Đa số nếu mà cứ mỗi nhà cách nhau tầm khoảng 1-2 cây số, đường đi thì khó. Có nhà thì người ở trên đỉnh đồi cơ. Còn cái khung giờ của bà con bây giờ đi làm chủ yếu đi nương từ lúc 8 giờ sáng đến chập tối mới về thì rất là khó để gặp gia đình. Thế nên là phải phối hợp với trưởng thôn với cả các cán bộ văn hóa xã hẹn cho các hộ dân ở nhà để mình vào lắp đặt để tiến độ cho nhanh. Cuối năm 2020, tỉnh Tuyên Quang đã tắt sóng analog, chuyển đổi hoàn toàn sang phát sóng số theo đề án số hóa truyền hình quốc gia. Chất lượng truyền hình được nâng cao. Đối tượng được hưởng lợi nhiều nhất từ đề án này chính là người dân, đặc biệt là các hộ nghèo, cận nghèo, khi được kịp thời hỗ trợ đầu thu truyền hình số. Bà con bây giờ là có cái truyền hình này là nâng cao dân trí rất nhiều. Công tác lãnh đạo của thôn đã có nhiều thuận lợi. Đặc biệt là trong cái diễn biến phức tạp của cái dịch bệnh COVID-19 này thì bà con kể ở nhà cũng là nắm bắt được thông tin hết, thực hiện 5K rất là tốt. Đó cũng là một cái thuận lợi trong cái việc phòng chống dịch COVID-19. Với thiết bị này thì mang lại thông tin thiết yếu về chính trị, kinh tế, xã hội đến cho bà con hộ nghèo, hộ cận nghèo. Khi chúng ta triển khai cái truyền hình số này thì đấy là một cái nhiệm vụ mà chuyển đổi số trong truyền hình và cũng là góp phần cho chuyển đổi số chung cho giai đoạn 21-25 của cả nước. Tỉnh Tuyên Quang có khoảng 13.000 hộ nghèo, cận nghèo thuộc diện được hỗ trợ đầu thu truyền hình số, gồm cả đầu thu số mặt đất và đầu thu vệ tinh. Công tác này vẫn đang được đẩy mạnh để đảm bảo 100% người dân xem được truyền hình, phát huy tối đa lợi ích mà truyền hình số mang lại. Từ đó, nâng cao dân trí, rút ngắn khoảng cách giàu nghèo, tạo động lực xây dựng nền kinh tế số, xã hội số. Trong những ngày này, cùng với các địa phương trong tỉnh, các trường học trên địa bàn thành phố Tuyên Quang đang chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học để phục vụ cho năm học 2021-2022
với mục tiêu kép vừa đảm bảo kế hoạch học tập, vừa đảm bảo phòng chống dịch COVID-19. Tu sửa, chỉnh trang khuôn viên, trường lớp học, chuẩn bị cho năm học mới đã được trường Trung học cơ sở Phan Thiết thực hiện từ nhiều ngày nay. Năm học này, nhà trường có trên 980 học sinh ở 20 lớp. Để chuẩn bị cho năm học mới 2021-2022, thì nhà trường đã tổ chức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên tu sửa, vệ sinh cơ sở vật chất, đảm bảo cho phục vụ cho việc dạy và học trước khi học sinh quay trở lại trường. Nhà trường đã tổ chức sinh hoạt chuyên môn, nghiên cứu chương trình giáo dục phổ thông năm 2018, thảo luận, xây dựng kế hoạch dạy học các môn học, kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục của tổ chuyên môn, kế hoạch giáo dục của giáo viên. Năm học 2021-2022 tiếp tục thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới đối với học sinh lớp 2 và lớp 6. Đối với trường Trung học cơ sở Tràng Đà, thành phố Tuyên Quang, bên cạnh việc chuẩn bị cơ sở vật chất, nhà trường cũng đặc biệt quan tâm chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất về giáo viên, sách giáo khoa cho trên 70 học sinh lớp 6 được học tập ở môi trường an toàn, chất lượng. Đến thời điểm này thì chúng tôi cũng đã có những cái bộ sách giáo khoa mới, sẽ có những cái thay đổi tích cực để hướng đến cái sự giảng dạy là lấy học sinh làm chủ đạo, cho phát huy được cái khả năng sáng tạo của học sinh. Thì chúng tôi đang cùng nhau họp tổ chuyên môn trao đổi để xây dựng lên một cái hệ thống phân phối chương trình là sao phù hợp nhất đối với bộ môn và mối với trường học của chúng tôi ạ. Chúng tôi cũng đã tiến hành cho giáo viên được tham gia tất cả các cái buổi bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ, tập huấn về thay sách. Thế và cũng đang cùng với lại tất cả các đồng chí giáo viên trong nhà trường xây dựng cái bộ kế hoạch giảng dạy về đội ngũ học sinh. Thì chúng tôi cũng đã là hoàn thành cái công tác tuyển sinh lớp 6. Thế và cũng đang chuyển cái hệ thống sách giáo khoa mới về để cho các em được tiếp cận, cũng như cùng với các thầy cô giáo cũng đang nghiên cứu cái bộ sách này. Thành phố Tuyên Quang có 58 trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở với trên 23.000 học sinh. Để chuẩn bị cho năm học mới, các trường chú trọng đến cơ sở vật chất phục vụ cho công tác dạy và học. Hiện nay, cán bộ giáo viên và học sinh trên địa bàn thành phố đã sẵn sàng chào đón năm học mới với quyết tâm vừa đảm bảo kế hoạch học tập, vừa phòng chống dịch hiệu quả. Là địa bàn nằm dọc hai bên dòng sông Lô, có nhiều bến đỏ ngang. Việc đảm bảo an toàn giao thông đường thủy luôn được các ngành chức năng của huyện Hàm Yên và chủ phương tiện quan tâm. Ghi nhận của phóng viên Mục An toàn Giao thông. Theo thống kê, trên địa bàn huyện Hàm Yên có trên 10 bến đỏ ngang sông phục vụ nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của nhân dân. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền phổ biến về luật giao thông đường thủy nội địa, nhận thức của các chủ đò và người đi đò hàng ngày đã được nâng cao. Giao lưu từ bên kia sang bên này phải qua đò, không cách nào khác. Thì tất nhiên là cái thời gian nó sẽ chậm trễ hơn là đi bình thường, liên quan đến an toàn sinh mạng con người phải bắt buộc phải đeo, phải cầm cố những áo phao, mặc áo phao an toàn con người thôi theo quy định chủ đò. Mùa nước này thì thực tế là chúng tôi cũng rất là chủ động về cái chuyện an toàn. Thứ nhất là về thuyền bè đảm bảo, thứ hai là về phao. Khách trước khi lên nên là nhắc nhở khách trật tự ổn định cầm phao trước khi để đẩy thuyền ra. Hệ thống giao thông đường thủy nội địa trên địa bàn huyện Hàm Yên được đánh giá khá phức tạp, nhất là trong thời điểm mưa lũ, lưu lượng dòng chảy trên tuyến sông Lô tăng cao, nhiều điểm có xoáy nước làm gia tăng nguy cơ tai nạn giao thông. Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy trong mùa mưa bão, ngay từ đầu năm, lực lượng cảnh sát giao thông đã triển khai đồng bộ các biện pháp, trọng tâm là tuyên truyền các quy định về đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa và phòng chống đuối nước. Đội cảnh sát giao thông Hàm Yên thì cũng căn cứ vào chức năng nhiệm vụ là thường xuyên phối hợp với phòng cảnh sát giao thông và các ban ngành ở bên Ủy ban nhân dân huyện thì cũng hàng tháng đi kiểm tra và hàng quý cho cam kết để chấp hành nghiêm giao thông thủy. Thời gian tới, các cấp, các ngành, các lực lượng chức năng tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến tới các chủ bến đỏ ngang, người điều khiển phương tiện, người tham gia giao thông, thực hiện nghiêm luật giao thông đường thủy nội địa, tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý các phương tiện chở khách vi phạm quy định về an toàn giao thông đường thủy. Chuyển sang phần tin quốc tế, tình trạng hỗn loạn đang diễn ra tại Afghanistan khi mà hàng nghìn người vội vã tháo chạy trong bối cảnh Taliban chuẩn bị giành quyền kiểm soát toàn bộ đất nước. Phát ngôn viên của Taliban tuyên bố chiến tranh đã kết thúc ở Afghanistan và kêu gọi hòa bình với cộng đồng quốc tế.
Trước đó, người đứng đầu Hội đồng Hòa giải Quốc gia tối cao Afghanistan xác nhận Tổng thống Ghani đã từ chức và rời đất nước không lâu sau khi Taliban tiến sát thủ đô Kabul. Động thái trên được cho là sẽ mở đường cho Taliban thành lập một chính phủ lâm thời do phong trào này đứng đầu. Trong thông báo đưa ra trên trang Facebook, Tổng thống Ghani cho biết nếu ông ở lại, Afghanistan sẽ có nhiều thương vong và thủ đô Kabul sẽ bị phá hủy. Ông Ghani thừa nhận Taliban đã giành chiến thắng và giờ lực lượng này có trách nhiệm bảo vệ tài sản và người dân Afghanistan. Dòng người tràn xuống đường băng, xô xát để tìm kiếm chỗ trên máy bay, tình hỗn loạn đến mức quân đội Mỹ quyết định đình chỉ toàn bộ chuyến bay dân sự đến và đi để dọn đường cho máy bay quân sự thực hiện nhiệm vụ di tản. Sân bay quốc tế này hiện do quân đội Mỹ điều hành là một trong những địa điểm cuối cùng chưa bị Taliban chiếm giữ ở Kabul. Hiện các nước đang khẩn trương sơ tán nhân viên ngoại giao và công dân ở Afghanistan về nước. Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO cho biết sẽ bảo đảm an toàn cho sân bay Kabul để việc sơ tán diễn ra suôn sẻ. Liên Hợp Quốc cảnh báo tình hình chiến sự leo thang ở Afghanistan có nguy cơ đẩy ít nhất 14 triệu người vào tình trạng mất kế sinh nhai, đói nghèo cùng cực, không có lương thực thực phẩm duy trì cuộc sống và quốc gia Nam Á này ở bên bờ vực của một thảm họa nhân đạo. Bất chấp sự phản đối mạnh mẽ của Triều Tiên và những cảnh báo về một cuộc khủng hoảng an ninh nghiêm trọng, ngày 16 tháng 8, Hàn Quốc và Mỹ bắt đầu cuộc tập trận quân sự chung hàng năm. Theo thông báo của Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc, tập trận chỉ huy 9 ngày diễn ra trên bán đảo, chủ yếu dựa trên mô phỏng máy tính mà không có huấn luyện thực địa. Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc cũng nhấn mạnh cuộc tập trận này mang tính chất phòng thủ như thường lệ. Số lượng binh sĩ tham gia sẽ ở mức tối thiểu do tình hình dịch bệnh COVID-19 và quy mô của tập trận chung lần này nhiều hơn của tập trận được tổ chức vào tháng 3 vừa qua. Trong khuôn khổ của tập trận, một số nội dung được tiến hành theo các điều kiện về năng lực hoạt động toàn diện, nhằm duy trì tiến trình chuyển giao có điều kiện, quyền tắc chiến thời chiến. Hàn Quốc và Mỹ đã nhất trí về nguyên tắc chiến thời chiến từ năm 2014 để Washington chuyển giao quyền tắc chiến cho Seoul. Tuy nhiên, chưa ấn định thời điểm chuyển giao cụ thể. Nội dung tập trận này lẽ ra đã được tiến hành trong năm ngoái, nhưng đã bị hủy do dịch COVID-19. Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa yêu cầu các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông tiếp tục quan tâm đến việc đổi mới kiểm tra đánh giá kết quả rèn luyện và học tập của học sinh nhằm đảm bảo thực chất, góp phần nâng cao chất lượng. Cụ thể, các nhà trường, tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch kiểm tra đánh giá học sinh phù hợp với kế hoạch của từng môn học, hạn chế kiểm tra đánh giá những nội dung bài tập quá khó so với mức độ cần đạt về chuẩn kiến thức kỹ năng của chương trình. Bên cạnh đó, các nhà trường cần tăng cường thực hiện đánh giá quá trình, đánh giá vì sự tiến bộ của người học. Bộ cũng yêu cầu các địa phương, nhà trường chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức kiểm tra, đánh giá trực tuyến, bảo đảm chất lượng, chính xác, công bằng, khách quan và trung thực, phản ánh đúng năng lực của học sinh. Thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự trực tiếp tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang. Ngay sau đây sẽ là thông tin về tình hình thời tiết các địa phương trong tỉnh. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và xin kính chào tạm biệt.